check-in khách sạn 5 sao cực xịn thôi chứ còn chờ gì nữa. Mình được Poco mời sang tận Thái Lan để tham dự sự kiện mừng Poco tròn 5 tuổi. Nên là Poco book vé máy bay cho mình đi miễn phí luôn. Bây giờ thì khởi hành và bay tới Thái Lan thôi. Tới Thái Lan rồi thì sao nữa nhở? Check-in khách sạn 5 sao cực xịn thôi chứ còn chờ gì nữa. Và đây là phòng của mình. Ủa xịn đét luôn. Phòng gì mà đẹp với nét từng cm luôn. Thậm chí là không gian cũng rất rộng rãi, tha hồ bay nhảy, cửa sổ siêu to hướng ra view thành phố, không có gì để chê luôn. Mà nghe đâu là cái phòng này book bình thường thôi á thì cũng đã 6-7.000 bạc Thái một đêm rồi đấy. Cũng không rẻ lắm đâu nhờ. Bởi vì khách sạn của mình được Poco book cho là Luxury Hotel W Bangkok, Bạch Mỹ này. Thương hiệu khách sạn này cũng đang là thành viên thuộc JW Marriott, tập đoàn khách sạn danh tiếng của Mỹ luôn đấy nha. Cơ mà khách sạn W Bangkok mà mình được Poco book cho thì nó cũng rất là xịn nha. Nó liền kề với cái tòa di sản quốc gia của Thái Lan. Đằng sau đó là không gian của dinh thự nhìn rất là đẹp luôn. Mỗi tội là Thái Lan tầm này hơi mưa nên đôi khi là nhìn nó cũng giảm đi cái vẻ đẹp một chút. Nhưng mà không sao, mình vẫn làm được một vài tấm ảnh check-in tại đây rất là đẹp luôn. À, theo một thông tin nữa này, khách sạn W Bangkok cũng là nơi diễn ra trực tiếp với sự kiện của Poco tại Thái Lan. Nên là bây giờ đi sự kiện thôi. À đây, trong chuyến đi lần này thì mình cũng đi cùng với một vài anh em media khác tại Việt Nam. Bước vô mới thấy là cũng có nhiều media và đơn vị truyền thông của các nước khác tại Đông Nam Á như là Malaysia, Singapore, Philippines vân vân. À đây, tôi cũng đã tranh thủ ký tên và check-in một cái để sánh vai với những bạn của các nước khác chứ. Ok, event thì đã xong rồi và trong sự kiện này cũng có một số những cái thông tin rất là hay ho về Poco có chia sẻ và mình cũng sẽ chia sẻ ngược lại cho anh em nha. Trước tiên, ngay từ cái chủ đề Gen Z Changes the Game, tức là Gen Z đã và đang là thế hệ thay đổi cuộc chơi trong thị trường smartphone, đặc biệt là về cái thói quen sử dụng điện thoại. Chẳng hạn như là trong một ngày sử dụng một chiếc điện thoại thì phần lớn những cái tác vụ của Gen Z á, dùng vào á, đó chính là xem video, xem phim và tất nhiên chơi game nữa. Và Poco cũng nhận thấy được cái điểm đó, nên là trong những cái thế hệ smartphone tiếp theo được ra mắt trong thời gian tới thì Poco sẽ tập trung rất là lớn vào những cái trải nghiệm đó để cho nó được tốt nhất. Chẳng hạn như là màn hình của những máy Poco tiếp theo sẽ đẹp hơn, trải nghiệm loa ngoài sẽ đã hơn, pin trâu hơn để dùng lâu hơn và sạc thì cũng nhanh hơn. Và quan trọng nhất, hiệu năng phải thật là mạnh để chiến game và đáp ứng được cái nhu cầu gaming ở trên mobile cho những Gen Z, trong khi cái tổng thể giá thành của máy thì nó vẫn phải tốt. Và đó cũng là lúc mà một trong những đối tác của Poco có mặt trong sự kiện này, đó chính là MediaTek, đi lên và chia sẻ về những con chip tiếp theo sử dụng trên những máy Poco, đó chính là cái dòng Dimensity. Đặc biệt là trong sự kiện này thì bên MediaTek có chia sẻ là những cái dòng Poco tiếp theo sẽ sử dụng những con chip như là Dimensity 9200 Plus, Dimensity 8200 hay là Dimensity 8050 vân vân. Đây sẽ là những con chip rất mạnh và ngon như tầm giá. Nhưng mà cái này thì mình cứ phải chờ trong tương lai máy ra mắt xem test thực tế hiệu năng của máy như thế nào anh em ạ. Ngoài ra, trong tương lai thì Poco cũng sẽ đẩy mạnh thêm những cái chiến dịch flash sale ở trên những cái sàn thương mại điện tử như là Shopee, Lazada. Và đây cũng đang là hai đối tác của Poco có mặt trong sự kiện này luôn nha. Nhìn chung thì cái sự kiện ngày hôm nay nó chỉ đơn giản là một cái diễn đàn và trong đó Poco và những cái đối tác của họ sẽ chia sẻ về những cái định hướng sắp tới, sẽ làm những cái gì để giúp cho Poco có những cái sản phẩm tốt hơn và cũng như là nhiều thứ hay ho hơn. Tuy nhiên, về những cái thông tin cụ thể về một con smartphone nào đó của Poco sẽ ra mắt trong thời gian tới với những cái cấu hình như thế nào hay là dùng những cái gì đặc biệt đó thì hiện tại vẫn chưa biết anh em ạ. Ok, ngoài đi event ra thì Thái Lan và cụ thể là Bangkok cũng là một nơi rất là mạnh về du lịch, nhiều tòa nhà, trung tâm thương mại lớn các thứ, nên là mình cũng tranh thủ đi chơi tí. Và những cái thứ hay ho khác trong chuyến đi này thì mình sẽ chia sẻ nhiều hơn ở trên TikTok của Gen Z Việt và cũng như là TikTok cả tổng đây, nên là mọi người đừng quên follow trên đó nha. Ok, tổng kết lại, trong cái chuyến đi Thái Lan lần này và tham dự sự kiện của Poco thì mình cũng đã hiểu hơn về những cái thông tin mà Poco và cũng như là những đối tác họ chia sẻ và những cái định hướng sắp tới của hãng sẽ là gì. Cho nên anh em cứ yên tâm là sắp tới Poco sẽ mang về Việt Nam mà cũng như là trong khu vực Đông Nam Á nói chung với những cái nước khác rất là nhiều sản phẩm ngon, chẳng hạn như là cấu hình mạnh này, bed joy này, rồi màn hình đẹp, loa hay, các thứ sạc nhanh. Và quan trọng nhất là mức giá của nó vẫn sẽ rất là tốt và cạnh tranh và được bán trên những cái sàn thương mại điện tử như là Shopee, Lazada vân vân. Và bên cạnh đó, mình cũng rất là cảm ơn Poco Việt Nam đã tổ chức cái chuyến đi này và mời Gen Z và cũng như là những đại diện media khác của Việt Nam tới đây để trải nghiệm Thái Lan vân vân. Và anh em thấy sao về những cái thông tin này và cũng như là anh em có mong chờ về những cái sản phẩm Poco sắp tới thị trường Việt Nam hay không? Đây là phần comment nha. Bên cạnh đó đừng quên nhấn like, share và subscribe trên đội ZZ. Mình là Gà Tổng. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Peace out. Bây giờ thì mình đi chơi đây.